Thì kêu là em cũng xin được gửi lời cảm ơn đến Khoa Sao đã là đơn vị tổ chức cho Luna có được hôm nay ạ. Tại sao mà Kiều Loan lại nhắc cái tên Luna thì đó là một cái tên thân thuộc đúng không, của những người bạn bè của mình nữa. Và thôi bây giờ ngày hôm nay cũng là sự thân quen với tất cả quý vị khán giả luôn bên Sùa Chịu Do. Cầu mong cho Kiều Loan của chúng ta sẽ không xa thôi, sẽ có những cái sản phẩm nghệ thuật của riêng mình để chạm đến trái tim của tất cả quý vị khán giả nhiều hơn. Và đặc biệt năm sau, năm nay mình có giải rồi, năm sau mình có thêm giải nữa nhé. Rồi, Kiều Loan xin cảm ơn ạ. Xin được cảm ơn Kiều Loan. Kiều Loan qua đây nhé. Xin được giới thiệu đến với tất cả quý vị ca sĩ Đỗ Tùng Lâm ạ. Xin được giới thiệu đến tất cả quý vị sự xuất hiện tiếp theo Miss World Việt Nam 2019 Lương Thư Linh, xin mời. Linh ơi, chắc là chị Linh ở đây một tí xíu. Trời ơi, cao quá. Thế bây giờ ngại không dám đứng gần luôn. Thế bây giờ hỏi Linh một câu nhé. Tại vì tối ngày hôm nay thì Minh Sù làm MC thảm đỏ tại đây để tiếp đón tất cả mọi người. Nhưng Linh thì lại làm MC của khu vực sân khấu chính của chương trình ngày hôm nay. Không biết là cái cảm xúc bây giờ của Linh như thế nào. Quý vị biết không, Linh đến rất là sớm luôn. Và cùng với Minh Sù chờ đợi tất cả quý vị, đặc biệt là quan khách, rồi những ngôi sao xuất hiện nữa. Thì Linh có thể gửi lời chào đến mọi người và chia sẻ cảm xúc của mình nhé. Đầu tiên cho phép mình xin được gửi lời chào tới tất cả các khán giả đang theo dõi livestream này. Thực sự mình cảm thấy rất là hồi hộp, không biết xem là ai sẽ giành được chiến thắng của các giải điện tử năm nay. Mình rất là vui khi mà mình nói lời này làm MC của chương trình hôm nay. Thế không biết là bây giờ có hồi hộp không với cái vai trò làm MC nè? Với vai trò làm MC thì thực sự là mình rất là hồi hộp. Mình cũng biết đây là một chương trình rất là lớn, rất là uy tín và sẽ có rất là nhiều người xem. Nhưng mà Linh tin là có những gì mình đã trong rồi cũng nhận được sự giúp đỡ của rất là nhiều anh chị và cái ekip nữa. Thì Linh nghĩ là có lẽ mình sẽ làm tốt. Dạ, cảm ơn Linh rất là nhiều. Một lời chúc đi đến với tất cả mọi người, đặc biệt là tất cả các bạn khán giả đang theo dõi livestream ngày hôm nay, cũng gần năm mới rồi. Những cái lời chúc tốt đẹp nhất cho mọi người ha. Năm mới sắp tới thì Linh xin được gửi lời chúc năm mới tới tất cả mọi người. Mong mọi người sẽ có một năm thật hạnh phúc và an yên, an khang thịnh vượng. Và Linh xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các độc giả đã đến theo dõi chương trình hôm nay. Mong rằng trong một năm mới một lần nữa xin được cảm ơn Thư Linh rất là nhiều. Chúc cho tối ngày hôm nay mình sẽ thực sự là tự tin và tỏa sáng trên sân khấu nhé. Cảm ơn Linh. Dạ, mời Linh vào trong ạ. Xin được giới thiệu đến với tất cả quý vị Á Hậu Mỹ Linh. Vâng ạ, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh của chúng ta cũng đã rất là sẵn sàng tại khu vực thảm đỏ rồi. Và có thể nói ngày hôm nay một bộ váy vô cùng lộng lẫy và nổi bật với chiếc nơ đằng sau giống như là một món quà dành tặng cho tất cả chúng ta những điều tuyệt vời nhất. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón một cặp đôi rất là lộng lẫy ngày hôm nay. Sẽ được giới thiệu ca sĩ Vui Lan Hương cùng với ca sĩ nhạc sĩ Đăng Chi, xin mời.
Dạ, xin được mời nhà thiết kế Đỗ Long của chúng ta sẽ lên đây chụp một lưu niệm ạ. Nghệ sĩ của chúng ta sẽ luôn luôn có được một cái sự yêu thương của chính tất cả quý vị khán giả trong năm sau nữa anh nhé. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Dạ, xin mời anh vào trong ạ. Xin được giới thiệu sự xuất hiện của diễn viên Cao Thái Hà ngày hôm nay rất là xinh đẹp trong bộ váy trắng của mình. Sẽ cùng nhau chào đón cặp đôi vợ chồng người mẫu Phan Như Thảo. Xin được mời ạ. Mời Thảo. Dạ, xin mời Đức Đăng lên luôn ạ. Dạ, xin mời anh. Mình lên chụp hình luôn ạ. Tiếp nối chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ một bộ đôi cũng là vợ chồng luôn ạ. Xin được giới thiệu MC Hồng Phượng. MC Hồng Phượng cùng với anh Quốc Cơ. Dạ, xin mời. Vâng ạ, rất là tình cảm ngày hôm nay. Luôn luôn mong muốn là vợ mình phải xinh đẹp và lộng lẫy ở mọi lúc mọi nơi. Wow. Xin được cảm ơn hai anh chị rất là nhiều ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ nhận gặp gỡ người đẹp Vi Lan Phạm. Xin mời. Xin mời.
chắc em xin phép mời Vũ ở đây giúp em chút xíu thôi. Dạ vâng. Thực sự ngày hôm nay thì chúng ta rất là vui khi được chào đón rất là đông các nghệ sĩ, mà đặc biệt hơn hết là đây chính là một trong thành viên của hội đồng ban giám khảo. Tối ngày hôm nay thì cảm giác của anh như thế nào, và anh có mong muốn chia sẻ điều gì đến với tất cả những nghệ sĩ của chúng ta đang rất là hồi hộp chờ đợi xem kết quả của mình như thế nào không anh? Chúc xin cũng chào. Thật ra thì chúng tôi cũng rất là vui, rất là hồi hộp, rất là nhiều người ở đây để xem kết quả của đêm hôm nay như thế nào. Và tôi rất là lại hôm nay tham gia vào sau của năm. Vâng ạ, đối với tất cả những nghệ sĩ trong năm nay được đề cử, không biết là anh có ấn tượng điều gì với một trong số những ai đó không ạ? Hay là anh ấn tượng với cái giải thưởng nào trong năm nay không ạ? Xin được cảm ơn anh, và em chỉ mong là sẽ được đón xem bộ phim sớm. Chúng ta rất vui mừng cho đó sự xuất hiện của nghệ sĩ nhân dân Lê Thanh trên bàn phô. Xin mời bố ra đâu. Cô ơi, chúng ta có góc cổ ở đây một tí xíu không? Dạ vâng, xin mời mọi người kể đó. Hiện nay thì chúng ta đang theo dõi livestream ở trên ngôi sao. Thế không biết là cô có muốn gửi lời chào hoặc là lời chúc gì đến với tất cả quý vị khán giả đầu tiên hay không? Tình yêu và hạnh phúc trong cuộc sống, luôn thành công trong sự nghiệp, nhưng mà đừng quên luôn luôn được bình an mỗi ngày trong cuộc Covid nhé. Xin được cảm ơn cô, và cho phép Minh Sù phải nói là rất là ngưỡng mộ cô. Hiện nay thì cô đã xuất hiện lại rất là nhiều trên sóng truyền hình rồi, với những vai diễn để đời điện ảnh nè, rồi có cả những cái game show nữa. Và cái tinh thần của cô mang lại cho chính tất cả quý vị khán giả của mình, đó chính là một cái năng lượng vô cùng vui, trẻ, khỏe, tích cực đó. Thế thì không biết là trong Minh Sù hỏi là tối ngày hôm nay, cô thân mến, những nghệ sĩ của chúng ta với những cái giải thưởng được đề cử tối nay, thì cô có cảm giác như thế nào ạ? Xin được cảm ơn cô với sự chia sẻ này, và có thể nói là những nụ cười vô cùng rạng rỡ của cô ngày hôm nay cũng sẽ giúp cho tất cả quý vị khán giả sẽ nóng lòng chờ đợi xem trên sân khấu chính của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay sẽ có những cái giải thưởng nào được vinh danh. Một lần nữa xin được cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Dạ, xin mời cô vào trong. Các bạn sẽ được thỏa đáng trong cái khái niệm ngôi sao.
diễn viên Quốc Huy ở trên khu vực thảm đỏ ngay bây giờ. Dạ xin mời. À, một mình Quốc Huy thôi hả? À. Dạ xin mời anh. Vâng, quý vị thân mến, tiếp nối chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ sự xuất hiện trên khu vực thảm đỏ đó chính là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Phải nói là lâu lắm rồi chị em ta mới có cơ hội gặp gỡ lại với nhau. Đặc biệt là cứ mỗi lần quay hình chung với chị Vân là vui. Và rất lúc nào cũng có những cái câu chuyện hài hước rồi hớp hình để có thể là chọc cho cả đoàn vui vẻ. Thế ngày hôm nay, tối nay thì có vẻ hơi trịnh trọng nha. Dạ Vân, thế không biết là cảm xúc của chị như thế nào mà khi đến với khu vực thảm đỏ đầu tiên của chương trình ạ? Thật ra thì nó như thế em, trước hết là chào mọi người đã. Thứ hai nữa là thật sự là mỗi lần mà đi đến dự cái event nó như vậy áp lực vô cùng, áp lực về trang phục, áp lực về cách khác, về cách tận tận của mình. Thành ra là ngày hôm nay á, mà có mặt ở đây nó là một cái sự mà là cố gắng không ngừng nghỉ đó. Nhưng mà không thể không đến được, bởi vì hôm nay là một cái buổi vô cùng ý nghĩa. Mấy nó như thế nào cũng được, cũng phải tìm một cái bộ trang phục nào ngày hôm nay phải nói là gọn gàng ha chị ha, rất gọn gàng. Vâng, cái điều thứ hai mà mình suy nghĩ rằng nó hơi chuyên môn một tí xíu, bởi vì là chị Hồng Vân cũng nằm trong hội đồng ban giám khảo của chúng ta. Thế không biết là chị Hồng Vân có thể chia sẻ đôi điều cái cảm xúc riêng của chị về những cái hoạt động trong năm nay ở những cái lĩnh vực nào mà chị cảm thấy ấn tượng nhất mà đối với tất cả những nghệ sĩ Việt Nam của chúng ta? Năm nay thì Vân thấy là ngoài tức là cho dù là dịch Covid, nhưng mà Vân thấy rõ ràng là tất cả các ngành nghề từ game show cho tới phim điện ảnh cho tới phim truyền hình con thì đều có những cái hoạt động. Vậy và ngày hôm nay cho phép em được thay mặt cho tất cả quý vị khán giả ôm chị cái để lấy tinh thần nhá. Cảm ơn chị yêu, nhà mời chị Vân vào trong nhé, và chúng ta chuẩn bị ha. Xin được giới thiệu top 15 hoa hậu Việt Nam cộng đang, xin được trân trọng kính mời.
xin giới thiệu top 5 học Việt Nam Phước Quỳnh. Xin giới thiệu ca sĩ Trang Long Hân. Xin được giới thiệu người đẹp Julia Mô. Trên khu vực thảm đỏ của chương trình vô cùng cá tính và ấn tượng trong bộ trang phục của mình. Ta sẽ cùng nhau gặp gỡ người đẹp Ngọc Thảo. Cô Á hậu Việt Nam ngày hôm nay của chúng mình. Vâng, và tiếp theo chúng ta sẽ được trân trọng chào đón sự xuất hiện của ca sĩ Hồng Nhung. Thank you.
Lily Luna. Xin được giới thiệu người đẹp Tường Linh. Xin được giới thiệu